bây giờ là cứu hộ một chiếc xe ben bị là rớt lề. Đây bây giờ tình hình rất là khó khăn. Một xe đầy đá luôn. Chỉ cần là sảnh một chút là coi như tiêu liền. Đỡ cái gầu vô, đỡ gầu vô trong cái thùng á, vừa ben vừa đỡ. Mà nó chỉa chỉ mép thùng thôi chứ thằng Trinh nó làm gì cúp gầu vô dữ vậy. Đó, vừa đỡ vừa ben là được. Ờ, nó đỡ nhiều, đỡ nhiều. Từ từ nó thôi, vừa thôi, giữ lại luôn đi. Rồi bây giờ vừa ấy vừa nhích tới đi, không sao đâu, lùa đá vô bánh nè, xuống hẳn luôn, xuống hẳn luôn cho nó đỡ gầu, nó đỡ gầu nhích tới. Đó. Rồi bây giờ làm sao lắp được cái phía sau lại là được. Ủi ủi đá vô lụt. Kêu nó đợi đi, kêu đợi đi, kêu nó đợi đi. Ấy đi, kêu nó đợi để ủi đá vô. À, nó ben lên luôn, được. Ủi đá vô để che. Ủi đá ra đường chứ xong. Ôi, sao ông rượu quay làm ủi đá ra đường chứ sao ủi vô đó. Rồi được rồi. Ở bên cái lề đó yếu lắm á nha.
móc cáp kéo thôi. Dắt chiếc xe, dắt xe máy đi kìa cung à. Rớt như không á nha, ghê quá. Ấy cho cao lên chút nữa chứ. Nữa đi. Ben đi, cho Ben đi. Mà Ben đổ đá vô xuống dưới nhà kia hết. Mấy ủi chạy lên đây được nè. Ơi, hồi nãy mấy ủi chạy lên đây được nè. Rượu nè. Đổ. À, hồi nãy mấy ủi chạy trên này được nè. Mấy ủi chạy lên đây nè. Lên đây nè. Cho mấy ủi chạy lên đây nè. Bỏ cáp kéo tới luôn hả? Bẻ tay lái qua. À, mấy ủi đuổi đít nè. Ai mấy ủi đuổi đít kìa. Ôi, mấy ủi đuổi đít kìa. Alo. À, cái số nãy là của đại ca hả? À, rồi để tại vì cái chìa khóa mà xe 594 ai giữ? Kêu nó lên chứ sao xuống lấy về được.
đâu, mình kêu nó, anh gọi điện kêu nó chứ. Biết tại sao ngày mai là có xe tài xế vô chạy rồi đó. Coi lấy gấp đi để mà ấy. Anh cho anh nhắn số của ông Bình cho nàng đó rồi đó. Cho ông tài xế rồi đó. Ừ. Lấy lẹ đi. Ừ. Rồi móc cáp vô. Móc cáp vô, móc cáp vô. Nói vậy nó, nói từng nào người ta kêu rồi hả hả? Rồi kéo nó xuống đi. Rồi cuối cùng đã cứu được.